Xin chào các bạn, hôm nay mình làm clip này chia sẻ về cái bệnh gọi là cái bệnh móc đen. Thì bệnh móc đen tấn công trên nhiều loại cây, nói chung hôm nay thì mình lấy cái cây nho ra để mình chia sẻ với các bạn và cái triệu chứng cũng như cái tác nhân và các biện pháp mà trị cái bệnh này. Thì cái điều kiện phát sinh cái bệnh này á, thì như các bạn thấy á, là khi mà giáp danh giữa cái mùa nắng và mùa mưa á, thì những cơn mưa đầu mùa á, nó làm cho cái độ ẩm, thứ nhất là cái điều kiện thời tiết, nhiệt độ nó thay đổi bất thường, nó biến động, cái biên độ biến động của nó cao. Thứ hai là cái độ ẩm nó tăng đột ngột, nó làm cho một số điều kiện tốt để cho một số cái nấm nó phát sinh. Đó thì sẵn đây mình chia sẻ luôn, trong những điều kiện như vậy á, thì và cái gốc của cây nho á, chúng ta phải làm vệ sinh cho nó sạch sẽ, thoáng mát, thông thoáng, không nên ủ gốc. Đó. Và cái triệu chứng của cái bệnh móc đen này á, thì cái tác nhân trước đây, tác nhân là do nấm. Nấm thì nó tồn dư ở trong trong đất, nó thể tấn công từ gốc lên, nó phải có thể vào tử nấm thì có thể là nó bay, nó phát tán trong không khí, nó tấn công trước tiên tấn công vào gốc và lá. Trên lá thì nó biểu hiện rõ rệt nhất, các bạn có thể xem, tấn công từ bìa lá vào, nấm tấn công từ bìa lá vào, nó làm cho bìa lá khô dần, sau đó nó sẽ phát triển lên và nó sẽ có những sợi tơ nấm màu đen như vậy, hạt nấm màu đen. Sau đó thì nó sẽ tấn công dần dần vào trong cuốn lá và đi vào thân, đi vào trong mạch dẫn của cây, nó làm cho lá héo như vậy, đây, lá héo mặt mặt trên của lá như vậy, mặt dưới của lá cũng héo, làm cho lá mất khả năng quang hợp dần dần. Ở đây. Các bạn có thể thấy rõ là đây là cái lá mà nó mới bị đây. Thì nó có thể là nó ở đây là những cái sợi tơ nấm, là đôi khi là mình quay vào buổi trưa như vậy á, thì các bạn sẽ không thấy rõ được, nhưng mà ở ngoài trực tiếp ở đây thì mình thấy rất là rõ những cái sợi tơ nấm. Nó có đỉnh đầu là màu đen, cái thân nó màu trắng trắng ở đây. Nó làm cho đỉnh sinh trưởng đây, làm cho đỉnh sinh trưởng cũng héo dần luôn. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ về cái cách mà trị cái bệnh này. Để trị bệnh này á, thì có nhiều cái phác đồ, nhưng mà mình thấy cái phác đồ sau đây là nó có cái hiệu quả nhanh và cao theo kinh nghiệm của mình. Thì trước tiên là mình sử dụng cái thuốc Gecko 20SC. Cái thuốc này có cái hoạt chất đó là Amisulpron, nồng độ 200g trên lít. Sản phẩm này của công ty 2. Thì sản phẩm này chúng ta dùng sản phẩm Gecko 20SC là sản phẩm thứ nhất. Chúng ta phối trộn với sản phẩm thứ hai là sản phẩm Elcarin 0.5SL với hoạt chất là Fugus Proteoglycans. Thì và cái liều lượng thì mình cũng chia sẻ luôn. Với cái sản phẩm khi mà chúng ta phối hai loại thuốc này á, thì cái chai Gecko này thì có cái dung tích là 50ml. Chai Elcarin là 100ml. Thì chúng ta sẽ dùng với liều là 10ml Gecko cộng với 10ml Elcarin cho bình 16 lít. Thì các bạn có trồng ở nhà mà có những cái bình mà nó nhỏ hơn thì các bạn chia theo cái tỷ lệ như vậy, thấp xuống để phù hợp với cái dung tích bình của mình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip của mình.